đêm khuya tử trúc lâm mùi rượu bốn phía trên mặt ứng kiếp thiên thanh khắc đầy chữ ngây thơ vốn là tới tìm diệp thần luyện đan lại phải khoản đãi như vậy ăn là bàn đào tiên quả uống chính là quỳnh tương ngọc lộ hắn một tiểu cầu phòng quan nhi chưa từng có vinh dự bây giờ diệp thần liền tươi cười đầy mặt tự mình rửa rượu vui vẻ ha hả không phải là lồng nhiệt bình thường cũng không biết là kích động hay là mừng rỡ đế tôn đệ nhất thần tướng còn ở nhân thế nếu các thần tướng khác biết được hơn phân nửa cũng giống như hắn thế nhưng đệ nhất thần tướng dựa vào người trong mộng cũng không nhận ra hắn ứng kiếp thiên thanh một lần nữa xem xét diệp thần từ vi tinh quân này ngược lại cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau không phải hiếu khách bình thường đối với tiểu cử phẩm quan như này của hắn đều như thế nếu đến là tiên quân khoản đại tất sẽ càng thêm thịnh tình đừng dừng sốt uống diệp thần cười nói tinh quân chuyện đan dược của ta thiên thanh cười gượng một tiếng vẫn là thanh tình ở nhà mình coi như xong đây chính là tử vi tinh quân phủ nếu uống ngu ngốc bị người bất chính nhân xâm lên một quyền kết quả sẽ rất chua xót dễ nói diệp thần cười thuận tay bắt một thanh bát văn đàn lại thuận tay nhét cho kiếp thiên thanh nếu không nói là đan thánh của đại sở nếu không nói là đấu bại đan quân cùng đan tông ngoan nhân trong mắt chúng tiên ra chân quý bát văn đàn ở hắn đây cũng không phải là từng viên từng viên lấy đó là một phen ngóc ra làm thế nào để xem tất cả giống như đậu đường đối với gia đình mình hắn vẫn hào phóng như mọi khi ứng kiếp thiên thanh sợ hãi vội vàng đứng dậy không phải hắn uống cho choạng hình như là tên này uống cho choạng tìm ngươi đến luyện đan ta cho ngươi hoa hồng mới đúng sao còn có đạo lý đưa về và lại đều là bát văn đan tử vi tinh quân hào phóng như vậy sao đừng câu nệ tạ tinh quân diệp thần lại cho người ta kéo trở về chỗ ngồi nhiệt tình làm cho ứng kiếp thiên thanh thụ sùng nhược kinh chẳng qua thời gian dài liền cũng buông khúc mắc có lẽ là có luân hồi sử dụng Diệp thần uống rượu, bỗng dưng muốn khóc, trong nháy mắt lơ đáng, trong mắt còn thấm lệ quang, ánh mắt nhìn ứng tiếp thiên thanh, cũng theo đó thay đổi, không phải hắn đang nhìn, mà là tiên vũ đế tôn đang nhìn. Ở một thời đại cổ xưa nào đó, tiểu cửu phẩm quan nhi trước mặt này từng là đệ nhất thần tướng của hắn, từng theo hắn chinh chiến thiên hạ, uy chấn hoàn vũ. Mỗi khi có ánh mắt như vậy, ứng kiếp thiên thanh cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt, trong cơn say mông lung, luôn có một cỗ tàng thường thần thiết, tràn đầy tâm điền, luôn cảm thấy trước mặt không phải từ vi tinh quân mà là một thân nhân của hắn xa cách năm tháng vô tận phải phải đã một vạn năm rồi hắn đã không còn là vạn cổ tiền tiên vũ đế tôn mà hắn cũng không phải đệ nhất thần tướng vạn cổ tiền một ứng kiếp trong luân hồi một ứng kiếp ứng kiếp đế cùng thần tướng đối diện lại không quen biết khắc ở sâu trong linh hồn đều là tăng thương đến khi đông phương chiếu ra tia hồng hà đầu tiên thiên thanh mới đứng dậy về phần diệp thần dĩ nhiên là mờ mì say xưa đang nằm sấp trên bàn đá vù vù ngủ say. Hắn nên là một tinh quân có câu chuyện. Thiên thanh lẩm bẩm, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, xoay người rời đi, chỉ lấy một viên bát văn đan, mà còn lại, đều cho Diệp Thần thả trở về, cũng không phải là không cần, là không dám muốn. Nếu Diệp Thần tỉnh ngủ, lại tìm hắn đòi đan dược, vậy mới thật sự xấu hổ, hắn có bao nhiêu cân lượng hắn biết, nào chịu được ân huệ lớn như vậy. Cũng không biết quá mệt mỏi, hay là quá say, Diệp Thần vừa ngủ chính là một ngày, sau khi màn đêm buông xuống có người đến là lão tiên quân che hai tầng hắc bào che lấp, lén lút 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 cuối cùng đầu tạc đầu tạc não thấy diệp thần mênh man thấy bàn đầy bàn rượu thấy đầy bàn đan dược sắc cũng biến khá đặc sắc đồ này lấy bát văn đan làm rượu thức ăn khi lão tiên quân nói chuyện khóe miệng giật giật qua lại chủ có thể luyện đan quả là nước tiểu bát văn đan chân quý cỡ nào người lại làm rượu thức ăn thượng thiên hạ giới này đều tìm không ra người bốc đồng tùy hứng như vậy. Nói xong, gã này lướt mắt nhìn bốn phương, dạp dạp đi tới, đưa tay chộp về phía đan dược, muốn thừa dịp diệp thần mê man, thuận theo mấy viên, dù sao diệp thần say rượu, trời mới biết ăn bao nhiêu đan dược, cầm mấy viên cũng không đáng ngại. Nhưng mà, không đợi hắn sờ được đan dược, diệp thần liền mở hai tròng mắt, thật trùng hợp không khéo tỉnh ngủ, lại thật trùng hợp không khéo, nhìn thấy một màn này, chỉnh không khí phá lệ xấu hổ, tài lão tiên quân cũng không biết nên rụt về, hay là nên cầm mấy viên? Đâu? Diệp thần cười nhìn lão tiên quân. Ngươi một lão gia hỏa, đường đường là tiên quân một đời, đường đường là chuẩn đế đỉnh phong một đời, còn mang theo trộm đồ, biết không biết tay rưỡi quá dài, sẽ bị xét đánh, nhưng người tên này, phải một đường bổ thành cho. Lão tiên quân cuối cùng rụt tay lại, vuốt sâu, vẻ mặt ý vị thâm trường. Ta cho là đậu phộng, đến gần nhìn, mới biết là đan dược. Người lý do này, tìm cũng đủ tươi mới thoát tục diệp thần bị chọc cười phất tay trên bàn một đám đan dược đều bị thu đi thiên thanh không cần cũng ở trong dự liệu của hắn tìm một cái nhàn rỗi hắn sẽ tự mình đưa qua lão tiên quân ha hả cười bị trớn được có chút xấu hổ vì hóa giải xấu hổ hắn phất tay một cái lấy một đạo hỏa diễm thuộc về chân hỏa cấp bậc nhưng là trong chân hỏa cực kỳ bá đạo một loại hỏa chi nguyên có thể so sánh với tiên hỏa cũng không phải chân hỏa bình thường có thể so sánh ta muội chân hỏa diệp thần đứng lên chân hỏa này hắn tự nhận đan thần kiếp trước liền có hỏa diễm bực này tại đại sở khi đó đã tính là tồn tại đứng đầu nhãn lực tốt lão tiên quân nói xong xách ra túi đựng đồ đặt một loại phương thuốc còn lại đều là tài liệu luyện đan cũng không phải một loại là hai loại tự nhận không phải chân hỏa bình thường luyện một viên đan dược rõ ràng là chịu thiệt diệp thần rất tự giác lúc này thu ta mọi chân hỏa ba ngày sau lấy đan đúng vậy lão tiên quân vui vẻ rời đi hắn mới vừa ra khỏi rừng trúc liền thấy nguyệt tâm bước vào rất hiểu lễ nghĩa một tiếng thánh chủ gọi cũng rất thân thiết nàng mới là khách quen của từ vi đạo phủ không thêm che giấu nhiều đêm thâm nhân tĩnh lặng đến một là nhìn diệp thần một là đi thiên lao xem thiên tôn sư tôn đi rồi đi tìm tam thái tử nguyệt tâm nhẹ nhàng nói trong dự liệu diệp thần lấy lò luyện đan tài liệu đồng thời lấy ra, hắn chưa ra khỏi rừng trúc, lại biết thiên đình, từ ân minh thượng vị, Bích Hà liền chỉ lên chiều sớm một lần, hơn phân nửa là mắt không thấy tâm không phiền, đi vùng ven cũng tốt, rời xa huyên náo náo động. Sư tôn nhờ ta cho ngươi, người tâm lấy hai quả ngọc giàn, diệp thần không chế hỏa diễm, một bên thả tài liệu một bên tiếp nhận, bóp nát trong đó một quả, bên trong phong một đạo thần thức, thuấn nhập thần hài, trong thần thức cất giấu là nội tình thiên đình, như tình báo bực này, chính là cơ mật trong cơ mật diệp thần liếc mắt một cái đảo qua mới biết thiên đình này có bao nhiêu đáng sợ cũng không chỉ bên ngoài những thứ này lực lượng âm thầm mới là dọa người nhất đây cũng chỉ là một bộ phận trong đó lực lượng chân chính của thiên đình cũng chỉ chúa tể một người mới chân chính biết chỉ nhìn những thứ này cũng không phải hoa sơn có thể so sánh bích hà nhiều người tâm đưa tin tình báo này ngụ ý hắn tự biết là muốn hắn biết khó mà lui chớ đối địch với thiên đình một hoa sơn nhỏ bé không bảo vệ được hắn chu toàn muốn phản thiên đình lực một người còn xa không đủ một phái lực cũng kém quá xa nếu thật sự đối nghịch với ân minh cần dốc hết chiến lực tán tiên giới cái này cũng chỉ là bảo thủ cố kỵ vấn đề là không phải thế lực nào đều dám dễ dàng đắc tội thiên đình thu tâm thần hắn bóp nát quả thứ hai đúng như hắn dự đoán trong quả ngọc giản thứ hai niêm phong tình báo của ngọc đế như sổ sinh tử của minh giới ghi lại ký sự đời đời của ngọc đế ngay cả ngọc đế năm nào cưới thân năm nào sinh con đều có ghi chép, chỉnh khá chi tiết. Làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Ngọc Đế lại xuất phát từ Chu Sơn. Về phần chuyện thiên ma khí, trong tình báo cũng không có, với quan giai của Bích Hà, hơn phân nửa cũng không chạm tới bí mật bực, hoặc là nói là Ngọc Đế cố ý giấu giếm, hắn không muốn để cho người cha được, người điểm cha không được, đây chính là chủ tể thiên đình. Thấy Diệp thần tâm thần trầm mê, nguyệt tâm không quấy dày, lặng lặng rời khỏi. Không biết từ khi nào, Diệp thần mới đứng vững, người luyện đan, nhưng tâm thần lại là suy nghĩ muôn vàn, rất hy vọng Ngọc Đế thật sự là thiên ma, hắn có thể bị hóa đi thiên ma huyết mạch, người chuyển thế thành thiên ma kia, tất nhiên cũng có thể làm được, không đến mức giống như đan ma vậy. Việc này, cần hỏi tổ tiên, hắn nhất định biết được. Đêm lại rơi vào im lặng. Có một khoảnh khắc như vậy, thiên giới, minh giới, nhân giới như tĩnh lặng, nhưng trong nháy mắt sau, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang vọng thiên điện nhân tam giới. Tam giới có quá nhiều người ngửa đầu, ngửa mặt nhìn thương anh không biết ầm ầm xuất phát từ nơi nào chỉ biết tiếng ầm ầm kia giống như trương tang đến từ địa ngục người nghe tâm thần chấn động có một loại dự cảm không lành đung mộ tâm thần cả đêm đều khó ngủ diệp thần cũng đang nhìn biết ầm ầm kia xuất phát từ đó tất thuộc về thái cổ hồng hoang ầm ầm phanh ầm ầm hắn nhìn tiếng ầm càng lúc càng mãnh liệt toàn bộ thiên giới đều run rẩy không sai thái cổ hồng hoang có đại chiến vẫn là mảnh mây mù mênh mông thiên địa kia không ai biết có bao nhiêu mênh mông, chỉ biết mênh mông vô cương. Nói là thái cổ hồng hoang, cũng không xác thực, chỉ vì đế hoang bọn họ, còn chưa đến thái cổ hồng hoang. Tiếng ầm ầm không biết từ khi nào đã bị tiêu diệt. Trong mê mông, hồng nhan cầm nhuộm máu tiên kiếm, lảo đảo, áo choàng cảm nhận, đều nhuộm đầy máu tươi, hai má trắng bệch, từng bước một dấu chân huyết sắc, bóng lưng tiêu sái thêm mỹ, thánh thể vốn nên khí huyết bàng bạc, nhưng hôm nay nàng lại khí tức uể oải đến cực điểm, một tôn nữ vương cái thế thời khắc nào cũng có thể ngã xuống. Chiến hỏa lúc trước, chừng chín tôn thiên ma đế tham chiến. Mà mà vây công, chính là nàng cùng đế hoàng, bởi vì đại chiến lan đến càn khôn, đại bị lưu lượng thần bí cuốn đi, không chỉ nàng cùng đế hoàng, ngay cả cửu tôn thiên ma đại đế, cũng không ngoại lệ, đó là một loại lực lượng đáng sợ ngay cả đại đế cũng không thể kháng cự. Bước chân của nàng, nhiều hơn một chút mờ mịt, nụ cười thê mỹ kia, cũng có thêm một chút tự diễu, đại thành hoang cổ thánh thể, từ phiến thiên địa này, phần lớn thời gian đều là bị đuổi giết, cũng không phải chiến lược của nàng không được, là đối phương đế quá nhiều. Thái cổ hùng hoang, đến tột cùng là ở đâu? Phản chiếu ngày tận thế, hồng nhan khẽ lầm bẩm tràn đầy mệt mỏi. Đâu chỉ là nàng, đám thiên ma thân ở phiến thiên địa mê mông này, cũng đang hỏi như vậy, đã hỏi năm tháng vô tận, đến cũng không biết thái cổ hùng hoang ở phương nào, đầy trời đầy đất chạy loạn, nếu không để ý quấy nhiễu càn khôn, còn có thể bị cuốn về phía hắn. Cuối trời, hồng nhan bỗng nhiên dừng chân nhìn về phía đôi mắt ảm đạm của nàng thêm một tia sáng bước chân lảo đảo theo đó tăng tốc đối diện cũng có bóng người cũng không phải là một đạo mà là hai đạo một là đế hoang cùng một người khác một đường đỡ lẫn nhau lảo đảo đứng cũng đứng không vững phía sau cũng là một con đường máu hơn phân nửa cũng đã trải qua đại chiến thảm thiết thấy hồng nhan đôi mắt ảm đạm của đế hoang cũng sáng hơn hắn bị thương quá nặng vả lại trước tiên bảo vệ tốt tứ phương ta chữa thương cho hắn đế hoang nói xong lúc này ngồi xếp bằng một tay dán ở sau lưng người nọ mạnh mẽ điều động thánh thể bản nguyên cuồn cuộn rót vào phút ve sát khí đế đạo hắn sớm đã chôn vùi mới đúng sao còn sống làm sao có thể đi tới nơi này hồng nhan cầm kiếm một bên nhìn trộm bốn phương một bên truyền âm đế hoang một phen nói để nghi hoặc tiên vũ đế tôn đều chết trận hắn lại có thể ở phiến thiên điện này sống đến thời đại này là như thế nào tránh thoát thiên ma chúng đế vây giết. Ta từng hỏi qua, nhưng thần trí của hắn cũng không rõ ràng, đơn độn, nên là do thiếu đầu, đế hoang đạm nói. Trong cơ thể có một loại lực lượng vượt qua đại đế, hắn có lẽ, chân chính tiến vào thái cổ hồng hoang. Đêm yên tĩnh, diệp thần ra khỏi tử vi đạo phủ. Ánh sao ánh trăng, hắn đi thiên lao một chuyến, lại đưa cho lại tà phương cùng tu la thiên tôn, đưa mấy bầu rượu ngon, lúc này mới chạy về một phương. Một thành cổ lớn, nơi hắn dừng lại. Thành cổ này, tên của nó là trung tâm mua bán, ở giới thượng thiên hạ đều rất nổi danh, đúng như tên gọi của nó, là thành cổ buôn bán, nó khổng lồ, không nhỏ hơn nam sở, người đến đây không phải mua đồ, chính là bán đồ, mạnh đến chuẩn đề đế khí, yếu đến một văn linh đan, tất cả đều có, chỉ cần người có tiền, không có mua không được. Mà Diệp Thần đến đây, tất nhiên là mua bảo bối, pháp khí hắn không thiếu, đan dược hắn tất nhiên cũng không thiếu, thiếu chính là vực môn, cấp bậc rất cao vực môn, dù sao cũng phải tự mình làm chút đường lui, thật sự không được, liền dùng phương pháp vực môn trốn thân. Bệ hạ cùng diệp thần, băng giải trước hiểm khích. Không thể, tính tình ân minh, cả thiên giới đều biết, sẽ buông tha diệt thần. Tất có tính toán lớn hơn. Làm không tốt, sẽ liên tiếp hoa sơn cùng diệt. Phương tiến vào cổ thành, Diệp thần liền nghe tiếng nghị luận, tiên gia thiên giới, cũng là đau chứng nhàn rỗi, quán trà đường phố, phàm là nơi có người tụ tập, có nhiều nghị luận, mà hắn vẫn là nhân vật chính, vô luận đi tới đâu, đều có truyền thuyết của hắn. Trách chỉ trách, thiên đình quá bình tĩnh, yên tĩnh làm cho người ta đè nén. Như hắn, ân minh đến nay vẫn chưa động thủ với hắn, quả thực khác thường, trước khi làm thiên đình chúa tể, càng ngày đều suy nghĩ giết chết hắn, làm thiên đình chúa tể, ngược lại không có động tĩnh, trong sáng trong tối điều độ ra quỷ dị cho nên tâm thần của chúng tiên gia đều che một tầng sương mù bình tĩnh thiên đình cực kỳ giống yên tĩnh trước cơn bão đối với việc này bình tĩnh nhất vẫn là diệp thần ân minh có tình điệu hắn tự cầu còn không được sẽ có càng nhiều thời gian tìm cơ hội đột phá còn có tìm người chuyển thế bất kỳ một giây nào cũng là quý giá đợi ân minh thật sự muốn thu thập hắn hơn phân nửa đã thu thập không được hắn chính là đại sầu hoàng gia trong lúc nói chuyện diệp thần góc đường tiến vào một tòa lầu gác bên trong lầu gác thành một giới có chút u ám các cửa hàng khác đều bóng người nhúc nhích nhưng lại không thấy nửa khách nhân sinh ý không phải ảm đạm bình thường và lý do tại sao hắn đến đây là để biết cửa hàng này có thứ hắn muốn điểm này sớm đã hỏi thăm rõ ràng cũng không phải là sinh ý ảm đạm mà là bảo bối nơi này đều đắt đến dọa người chuẩn đế cấp tiên quân cũng không dám đến đây dạo chơi chủ tiệm là một lão già gầy gò hàng thật giá thật chuẩn đế diệp thần tiến vào thời điểm lão già gầy đang nằm ở quầy vù vù ngủ cái đầu này không cần cao, chẳng qua tiếng ngáy này ngáy ngược lại như giấm dầu bình thường giống nhau. Diệp thần nhìn lướt qua, gõ gõ quầy, mới làm cho người ta bừng tỉnh, lão đầu nhi buồn ngủ, tràn đầy không vui, đang ngủ chính nhang. Muốn cái gì? Lão đầu ngáp, ngữ khí không mặn không nhạt, ánh mắt nhìn Diệp thần, cũng ngoan ngoãn, buổi tối bị hắc bào, xấu hổ chính là, hắn chuẩn đế bát trọng thiên tu vi, lại nhìn không thấu Diệp thần chân dung, còn bị lắc mắt vực môn đế đạo vực môn diệp thần lạnh nhạt nói lão đầu như nhét tay lườm diệp thần một cái người mua sao đừng nói nhảm nói giá cả nào nhìn đây lão nhân giơ ba ngón tay lên dứt lời diệp thần liền xách túi đựng đồ ầm ĩ một tiếng đập vào quầy còn là túi đựng đồ cỡ lớn bên trong chứa thiên thạch cũng không phải từng khối từng khối là một tòa bên cạnh một tòa chính là từng khối thiên thạch chất thành núi lão đầu nhi nhìn một cái không khỏi nuốt nước miếng lại không khỏi đánh giá diệp thần từ trên xuống dưới ánh mắt có chút kỳ quái đồ này trong nhà có mỏ đợi thu mắt lại hắn mới lấy một đạo thần phù là không gian thần phù bên trong liền phong vực môn diệp thần toàn bộ thiên thạch cũng chỉ đủ mua một tòa ngọc bội treo cổ không tệ có thể bán diệp thần thu thần phù liếc về phía cổ lão đầu nhi ngọc bội thần quang lóng lánh tuyệt đối bảo bối mà trên ngọc bội khắc chữ cổ mới thật sự đáng giá, là độn giáp thiên tự. Chỉ vào hắn lăn lộn, không bán, lão đầu nhi khoát tay, còn đang kiểm kê thiên thạch, ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, một tòa đế đạo vực môn, không biết chân quý mà đến bao nhiêu năm, cuối cùng là có người mua được. Diệp thần không nói, quay đầu đi, trước khi đi, còn từ trên kệ thuận đi một thanh kim đao, tốn nhiều tiền như vậy, còn phải tặng chút đồ. Này, lão đầu nhi thổi dâu chừng mắt, đợi đuổi theo thời điểm, Diệp Thần đã không còn bóng dáng. Nhớ kỹ ngươi, bên kia đường phố, Diệp Thần quay đầu lại nhìn lão đầu, ngọc bội gì đó, hắn có rất nhiều, hiếm thấy chính là độ giáp thiên tự, đợi ngày sau đại náo thiên cung, tất sẽ tới đây dạo một vòng, không bán ta, vậy liền chỉ có thể cướp. Trung tâm mua sắm vào ban đêm vẫn rất nhộn nhịp, mua đế đạo vực môn, Diệp Thần lại đi dạo mấy cửa hàng, đào hai ba khối thần thiết, thiên thạch chỉ định là không có, đan dược có rất nhiều, ở thương thành này, đan dược so với thiên thạch càng tốt hơn, bởi vậy, đan thần điện người đều là nơi này thường khách. Kết quả là, ra khỏi trung tâm mua bán, hắn đã làm một số công việc chính. Cái gọi là chuyện chính sự, chính là đem bảo bối trong túi người khác, di chuyển vào trong túi của mình, thông tục một chút, chính là cướp bóc. Họa công này, cùng hoa sơn tiền bối, kém xa. Diệp thần dẫm lên mây, chạy về phía đường về nhà, trong tay còn nắm một bộ tranh cổ xưa, là từ trong túi đựng đồ của đan thần điện luyện đan sư lục soát ra một đường đi một đường nhìn người trên bức tranh là một nữ tử cùng sở huyên sở linh sinh giống nhau như đúc hơn nữa hai bước trước đã là bước thứ ba hắn tìm đến nay hắn cũng không nghe được nữ tử kia là ai ngược lại thấy ảo giác hư không hai lần tự rời khỏi hoa sơn liền không nhìn thấy nữa thu lại bức tranh hắn phất tay lấy mấy đạo chân hỏa những chân hỏa này cũng là xuất phát từ luyện đan sư luận cấp bậc cùng tam muội chân hỏa kém xa trong chân hỏa tương đối đứng cuối. Chẳng qua, nhặt không công thôi. Về phần đối tượng hắn cướp bóc, cơ bản đều là đan quân tiểu đệ, đã từng đi đạo phủ hắn dưỡng võ dương oai, sổ sách này, hắn đều nóng nảy đây, không phải thổi, nếu chạy thương thành đi dạo là đan quân, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tên kia còn sống trở về. Trong lòng nghĩ, hắn đem hỏa diễm đưa vào đan hài, tùy ý tiên hỏa dung hợp. Nói đến hỏa diễm dung hợp, gần nửa năm qua, hắn đã dung hỏa không dưới hơn trăm đạo hỏa diễm, giờ phút này kim sắc tiên hỏa, càng thêm rực rỡ hỏa chi nguyên bàng bạc mặc dù không bằng cửu vũ tiên viêm nhưng cũng là trên dưới hai giới số một số hai hỏa diệm hắn chắc chắn nếu cùng cửu vũ tiên viêm dung hợp tất sẽ xuất ra hỗn độn hỏa đang đi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên trong mắt có tinh quang nở rộ bình chứng thiên giới lại tiêu tán cũng nói không bao lâu nữa liền có thể trở về quê hương đáng tiếc hắn nhất định thất vọng bình chứng thiên giới mặc dù tiêu tán nhưng nhân vương lại ngã xuống hoặc là nói đã mê man vài ngày, mạnh mẽ thôi diễn thái của hồng hoang, một khi không để ý, có vị đáng sợ cán trả, đến dị thường hung mãnh, còn lan đến đạo căn. Hồi hồi cán trả đều có người, xuất chúng. Trước giường đá, tạo hóa thần vương nghiêm nhiên đứng, không ngừng phất tay, xác ra từng mảnh tạo hóa thần lực, thay nhân vương hóa giải ách ngàn. Đừng nói, tạo hóa thần lực của hắn đích xác dễ sử dụng, trong cơ thể nhân vương, lực lượng phản vệ đáng sợ trong bóng tối kia đang bị hắn dần dần suy yếu, hóa ếch khó tạo hóa, là bản lĩnh trong nhà của hắn. Người tạo hóa thần lực này có thể giúp Diệp Thần ứng kiếp vượt qua cửa ải hay không? Thì lão địa lão cũng ở đây, một bên vương một người, ở trên người nhân vương, loạn lộn tìm, dường như là đang tìm bảo bối gì, tìm cái gì đây, tất nhiên là đang tìm phiên bản chân quý. Bình thường ứng kiếp, tất nhiên là có thể, hắn mang trí nhớ ứng kiếp, đã vượt qua phạm trù tạo hóa, tạo hóa thần vương ung dung nói người nếu sớm tỉnh lại, trận ứng kiếp cuồng chiều kia, trừ thiên ta cũng sẽ không tổn thất thảm trọng. Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một tiếng, năm đó thật sự thảm, hết lần này tới lần khác người duy nhất có thể hóa giải nguy cơ, ngủ say trong luân hồi tạo hóa. Tạo hóa thần vương không nói, trong bóng tối tự có định số, tạo hóa cũng khó nghịch truyền, chủ tiên kiếm thần thông, vơ xa hắn, cho dù năm đó hắn thức tỉnh, cũng khó cứu được tất cả ứng kiếp chi nhân, dù sao, tạo hóa cũng không phải vạn năng người mang đến, thử một lần. Ngoài điện, Phục Nhai đi vào, một tay sách theo một người, một là Hồng Trần, một là Lục Đạo, đều ở trong phong ấn, cũng đều đang ngủ say. Tạo hóa thần vương thu tay lại, nhìn thoáng qua Hồng Trần, ánh mắt rơi vào trên người Lục Đạo, năm đó hắn còn là lâm tinh, cùng bán ứng kiếp Lục Đạo, thế nhưng là một đôi cơ hữu tốt, hiện giờ Lục Đạo trở về vị trí, hắn cũng thức tỉnh, lần thứ hai gặp mặt, rất nhiều cảm khái. Lắc đầu cười, đầu ngón tay hắn quanh quẩn tạo hóa thần lực, một chỉ điểm ở mi tâm hồng trần tạo hóa một tia dung nhập kỳ vọng có thể giúp hắn nghịch chuyển đảo ngược đục dịch đánh thức diệp thần tương lai này hồng trần nếu có thần trí đế hạ có thể vô địch chúng chuẩn đế đều ở đây chọc cười như các thần tướng cũng đều im lặng lên tiếng sớm nghe nói tạo hóa thần thông đế tôn năm xưa từng đánh giá cực cao một thân tạo hóa thần lực có thể nghịch chuyển quá nhiều chuyện có lẽ thật sự có thể đem hai tôn độc ác này từ trong thời không cắn trả kéo trở lại hiện thực sở linh ngọc cùng hồng trần tuyết cũng ở đây yên lặng chú ý trong tay áo tay ngọc nắm chặt sợ xảy ra biến cố đừng cho hồng trần trình lại đế cơ cũng như thế sau hồng trần cho dù là lục đạo cũng sợ trong lúc đó xảy ra ác đạo đâu chỉ bọn họ sợ các trần đế ở đây bao gồm cả thánh tôn cũng đều giống nhau không cách nào khôi phục thanh tình không quan trọng nhưng ngàn vạn lần đừng để hai người bạo đi hai người bọn họ nếu chỉnh đốn chuyện ngồi ở đây hơn một nửa đều bị đánh mọi người nhìn tạo hóa hơi nhắm mắt lại lấy tạo hóa làm phương tiện thử đánh thức hồng trần trong bóng tối hắn đẩy ra từng mảnh mây mù mờ mịt kéo dài tạo hóa cũng theo dõi tạo hóa lại có thể nghịch thời không cắn trả mà lên tìm kiếm ký ức bị thời không xóa bỏ đây chính là chỗ bá đạo của tạo hóa mọi người nhìn chăm chú khóe miệng hắn tràn đầy máu tươi vừa nhìn liền biết bị đáng sợ cắn trả tạo hóa mặc dù huyền ảo thời không cũng đáng sợ trung quy hắn vẫn thu tay lại không biết khóe miệng tràn máu ngay cả khóe mắt cũng tràn máu, sắc mặt trắng bệch, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống, một ngụm máu tươi, đôn ra khí phách nghiêng nghiêng, phun ra một thân lão già. Chúng chuẩn đến nhíu mày, cuốn quyết tiến lên. Tạo hóa thần vương khoát tay áo, ngụ ý không có gì đáng ngại, có tạo hóa chống đỡ đây. Đến lúc này, hắn mới mở mắt, nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người đông hoàng thái tâm, thuận theo, còn nhìn kiếm phi đạo bên cạnh đông hoàng thái tâm, nhìn côn luân thần nữ, lại nhìn chư thiên kiếm thần ánh mắt có chút tình khoái Có vấn đề, Đông Hoàng Thái Tâm nhớ mày. Nhìn thấy một ít hình ảnh tuy tàn phá, nhưng rất thú vị, tạo hóa thần vương cười, lau máu tươi khóe miệng, tìm một cái thoải mái, đặt mông ngồi xuống, lời nói chậm rãi. Quỹ tích lịch sử vốn, quả thực có ý tứ. Lại bán quan, cẩn thận bị oanh thương, Đông Hoàng Thái Tâm lừa một cái. Nếu lịch sử không thay đổi, ngươi vào diệp thần, hình như là một đôi. Âm âm, âm âm, đêm thâm thúy, trên bầu trời đạo phủ lại thấy mây đen, trong sấm chớp, một viên đan dược màu vàng, cực kỳ trói mắt, tỏa ra quang mang rực rỡ, đan lời bá đạo, đánh thức quá nhiều người trong mộng, không biết bao nhiêu tiên gia thỏ đầu nhìn từ xa, không biết từ khi nào, lôi minh mới tản đi, diệt thần nhận đan dược, tiện tay ném về phía cách đó không xa, nơi đó có một đạo bóng người, che hắc bảo nhét tay, chính là bản bản trình, cẩn thận nhìn một chút, chính là hạo thiên lão tiên quân lúc trước. Từ vi xuất đan, quả phi phẩm phẩm, tiên quân vui vẻ hớn hở. Đối diện, diệp thần đã sách ra bầu rượu, cũng chỉ phụ trách luyện đan dược, không phụ trách nói chuyện với nhau, có chân hỏa cái gì cũng dễ nói, không có chân hỏa làm hoa hồng, thiên vương lão tử tới cũng không tiện sử dụng, hắn còn chỉ vào dùng hợp hỏa diễm, cầu tiến giai trở đến đây. Cũng nên mượn pháp rồi, diệp thần ngửa mặt nhìn thương anh, đã không biết lầm bầm bao nhiêu lần, từ thương thành trở về hơn ba ngày đã có đến nay vẫn chưa thấy mượn pháp tiên quang chờ quả thực tâm khô khan sợ chư thiên xảy ra biến cố sợ hồng hoang tộc lại đặc biệt làm loạn tiểu tử lão phu lương ngôn khuyên nhủ mau chóng hạ giới đi hảo hảo làm ngươi hoa sơn trưởng giáo hạo thiên tiên quân cất đan dược vỗ vỗ bả vai diệp thần ngày thường không đáng tin cậy nhưng cũng là tâm địa tốt cũng sợ diệp thần bị diệt ngươi nghĩ rằng ta sẵn sàng ở lại đây diệp thần rót một ngụm rượu nói một câu nói thật nếu không phải người truyền thế nếu không phải đại tiểu vương cùng tu la thiên tôn quỷ tài hiếm lạ ở thiên đình làm quan của thiên đình nhưng hắn cũng không phải là quan ni mê tinh quân có thể không khi hai người nói chuyện có tiếng gọi vang lên lời nói ôn hòa phàm là người nói chuyện như thế không phải quan giai thấp hơn diệp thần chính là từ nhỏ đã có tĩnh dưỡng đến địa bàn của người khác sẽ trước đó xin chỉ thị chủ nhân một chút như đám lão tiên quân không đáng tin cậy kia một người so với một người tự giác cho dù có kết giới, cũng ngăn không được bước chân của bọn họ, đều giống như ở nhà mình, đều đem Diệp Thần làm không khí. Diệp Thần lại rót một ngụm rượu, thần thức chuyển âm. Rất nhanh, liền thấy thanh niên áo tím bước vào, bộ dạng khá bình thường, kỳ thực là một chuẩn đế, còn là thần vị cấp tiên quân, rất có khí uẩn nho sĩ, mũi nhọn không lộ ra chút nào, một đôi mắt cổ tình vô ba, có ảo rượu đạo uẩn tiến hóa. Thân phận của hắn cũng không đơn giản, tên là Đan Phong, cũng thuộc Đan Thần Điện, là đệ tử Đan Tông, cùng đan quân một bối phận, luận luyện đan thuật, hơi kém đan quân, nhưng nếu luận nhân phẩm, vậy thì bỏ đan quân mấy con đường, thiên đình tiên gia đều biết. Khi nào giúp lão phu luyện một lò đan, hạo thiên tiên quân vẻ mà cười ha hả, cùng đan phong chính là lão quen biết, càng chuẩn xác mà nói, đan phong khi còn bé, thường xuyên bị hắn đánh mông, cùng là tiên quân, trường đan phong hắn mới trăm tuổi. Có tử vi tinh quân ở đây, cần gì ta luyện, đan phong cười nói, hắn muốn thật hỏa, ngươi không cần. Ta muốn thần thiết, lão quan nhìn ngươi cũng không cho. Thần thiết ta cũng không có. Tiên quân đêm khuya thăm viếng, cái gọi là chuyện gì, siêu thần tiện tay ném bầu rượu, cũng không rảnh nhìn hai người này đặt cái này nói nhảm. May mà hai người bọn họ là tiên quân, bằng không hơn phân nửa đã bay ra khỏi đạo phủ, tử trúc lâm của hắn, cũng không hoan nghênh nói nhảm nhạt nhạt. Đan Phong cười. Sư bá có mời, Câu sư bá này, nghe hạo thiên tiên quân nhớ mày, sư của hắn là đan tông, có thể xưng là sư bá, tất là đan thần, cũng chính là nói, điện chủ đan thần điện của hắn, dĩ nhiên đã xuất quan, hơn phần nửa đã nghe nói chuyện đấu đan, nào có đạo lý không mời. Tiên quân mà đi trước, tiểu tiên sau đó liền đến. Dễ nói, đan phong cười, phất ống tay áo, doanh người không thấy. Hắn đi sau đó, diệp thần thay đổi đạo bào mới, đan thần nếu mời ngươi vào đan thần điện chớ cự tuyệt hạo thiên tiên quân túm lấy diệp thần có chút trịnh trọng nói đây chính là một gốc đại thụ một khi làm đệ tử đan thần cho dù ân minh muốn động ngươi cũng phải cân nhắc đan thần điện hiểu rồi diệp thần tùy ý trở về đã ra khỏi tử trúc lâm ánh trăng hắn đi tất cả các con đường về phía tây khi đi ngang qua một tòa phủ đệ hắn yên lặng dừng chân cách yểm ánh lâu các nhìn thấy một thanh niên ngồi xếp bằng tắm rửa ánh trăng yên lặng thổ nạp là đệ nhất thần tướng ứng kiếp đã đến bình cảnh tu vi không lâu nữa sẽ đột phá cảnh giới cho đến nay hắn vẫn không biết như thiên thanh bây giờ như thế nào mới tính là qua cửa ải ứng kiếp ứng kiếp sự không có tiền lệ cho dù vương phục hy lần thứ hai cũng hơn phân nửa nói không nên lời nhưng nếu ứng kiếp qua cửa ải nhất định là một hồi nghịch thiên tạo hóa chậm rãi thu mắt lại hắn bước lên mây phía chân trời có một tòa tiên sơn mờ mịt mây mù lượn lờ trên đó cung điện rất nhiều, hoặc đứng ở đỉnh núi, hoặc treo trên hư không, che đầy ánh trăng, càng nhiều một chút hư vô mờ mịt, có thể nhìn thấy bầu trời, rất nhiều dị tượng huyền ảo, tiện như ẩn như hiện. Vậy, ngay cả đan thần điện, cách thật xa, đều có thể ngửi được đan hương, từ thượng thiên đình, đây là lần đầu tiên diệp thần đến đan thần điện, trong lòng không khỏi thổn thức, đan thần điện tiên sơn, nơi đầu, thiên thế địa thế cực kỳ bá đạo, có chợ tu luyện, cũng có chợ luyện đan, là một chỗ bảo điện hiếm có mặc dù đêm khuya yên tĩnh nhưng diệp thần đến lại chọc giận sóng to gió lớn dám đến đan thần điện hắn là ngại mạng dài tám phần là có người thỉnh cầu ta đoán không sai tất là sư tổ xuất quan tới cũng tốt tân cửu cụ án nhất tính ngươi cho rằng lấy bối phận sư tổ sẽ động thủ với một tiểu tinh quân làm không tốt là mượn sức hắn quá kinh diễm quá nhiều người ra khỏi động phủ đứng trên từng ngọn núi, phòng tay nhìn ra, có người mặt mũi hung tợn, cũng có thần sắc kính sợ, không phải tất cả người đan thần điện nhân, đều cùng đan quân một đường hàng sắc, ví dụ như đan tông cùng đan phong, coi như chính phái. Tu sĩ pháp tắc, cường giả được sùng kính, mà ở luyện đan lĩnh vực, diệt thần chính là trí cường giả, đan tông đều bại, trừ đan thần ai có thể áp chế được. Giết, 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 tiếng gào thét vang lên, đan quân không biết từ đâu xuất hiện, đạp lên hư thiên, bao trùng sát khí ngập trời, đôi mắt đỏ tươi, lạnh lẽo đáng sợ, một khuôn mặt vốn còn tuấn lãng, khắc đầy dữ tợn, rơi xuống dưới ánh trăng, càng giống như một con ác ma bạo ngược. Sư huynh Đan phong tiến lên, lại bị đan quân một tay đẩy ra, hai mắt đỏ tươi, đã nhìn chăm chăm chết diệu thần. Ngày đó đỗ đan sau đó, sư thần nhiều ở từ vi đạo phủ, hắn cũng không có cơ hội xuống tay, hôm nay tới đan thần điện hắn, nào có đạo lý buông tha dĩ nhiên quyết định đem diệp thần cường sát xúc phạm thiên quy, tuy có sư tôn đan thần của hắn chống đỡ, ân minh mới thượng vị kia, còn có thể tiêu diệt hắn sao? diệp thần thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lạnh đi một phần. nếu đan quân dám động thủ, hắn không ngại sao đan thần điện tiêu diệt tên này? không có chỉ số thông minh gì, còn cứng rắn muốn làm chút chuyện không có đổ óc, năm lần bảy lượt như vậy, thật cho rằng lão tử là giấy dán giấy, hồ không phát uy, ngươi làm trượt của ta. quân nhi, chứa tạo thứ không đợi đan quân động thủ liền nghe một câu trầm thanh truyền từ ngọn núi sâu ngựa khí có chút mờ ảo cũng có uy nghiêm tất nhiên là đan thần lên tiếng đừng nói lời của đan thần vẫn rất tốt đan quân thật liền nghe xong nghiến răng nghiến lợi nhìn diệp thần đôi mắt bị tơ máu đầy càng phát ra đỏ tươi phiếm hung quang thị sát diệp thần không để ý đạp trời mà đi đi thẳng vào sâu trong tiên sơn trong núi có một hồ tâm đình một lão nhân thản nhiên ngồi áo trắng tóc bạc dâu tiên phong đào cốt, khí thế thiên thành, từng tia tóc bạc, không gió tự động, mỗi một sợi đều nhiễm đạo ẩn, còn người già cũng không được ngầu, so với hồ nước kia càng trong sáng. Hắn, chính là đan thần. Diệp thần hạ xuống, lần đầu tiên nhìn thấy đan thần, liền hít mát, người này chính là một cỗ lực lượng thần bí, cực kỳ mở ẩn, cũng không phải đan ẩn, mà là đạo ẩn, đan thần không biết tập hợp đan đạo đại thành, còn là một đạo pháp cao thâm giả, cũng đang phong tạo cực. Chiến lược không giới ngọc đế Diệp thần khẽ lẩm bẩm, đan thần không phải chuẩn đế bình thường đỉnh phong, cũng là một trí cường cấp chuẩn đế, thật sự có vẻ cái giá, hắn không phải đối thủ đan thần, cho dù thành chuẩn đế cảnh, cũng khó giết diệt đan thần, trí cường đỉnh phong cảnh chuẩn đế, cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn đang nhìn, đan thần cũng nhìn lướt qua diệp thần. Lần bế quan này, chừng mấy chục năm, sau khi xuất quan nghe nhiều nhất, chính là từ vi tinh quân, không nói đến chuyện hạ giới, chỉ nói đến thượng giới, có thể đấu bại sư đệ cùng đồ nhi của hắn liền đủ thấy diệp thần bất phàm hôm nay được gặp quả là như thế tiểu tiên đã gặp qua tiền bối không cần đa lễ ngồi đan thần cười ôn hòa như một lão gia gia hiền lành bình thường mà mộc mạc nụ cười của hắn làm cho người ta có một loại cảm giác tắm rửa gió xuân không thấy sát phật khí càng nhiều là bình dị gần gũi cũng không cảm giác được chút áp lực nào hậu sinh khả úy đan thần cười liền xách bầu rượu lên đúng là tự mình rót rượu cho diệp thần chỉ có một điểm này chính là vô thượng vinh dự toàn bộ thiên giới có thể làm cho Lan thần như thế cũng chỉ có một mình ngọc đế về phần diệp thần chính là người thứ hai diệp thần bưng chén rượu chưa lúc nào uống xuống đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi mùi rượu rất nồng đậm đợi rượu vào bụng tựa như một đoàn hỏa diễm đốt khắp lục phủ ngũ tạng thông thẳng tứ chi bách hài tiểu ý không phải bá đạo bình thường cho dù là hắn cũng không khỏi kêu rên bị sạc không nhẹ hai mắt đều nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa phi thăng tại chỗ. Nếu rượu nồng nặc như vậy, đây là lần đầu tiên hắn uống. Hương vị như thế nào? Đan thần cười nói. Đủ liệt. Đan thần nhất, lại sách bầu rượu, rót để cho Diệp thần. Diệp thần lau nước mắt, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai này, mùi rượu nồng đậm, chín phần yếu đi một phần. Chén thứ ba, chỉ còn lại bảy phần rượu. Hắn ngược lại thật sự, đan thần rót một chén, hắn liền uống một chén mùi rượu so với một chén yếu hơn, cho đến chén thứ 9, hắn mới chậm rãi dừng lại, có đặt ở trước mũi khẽ người, mùi rượu rất thanh đạm, một chén rượu xuống bụng, tựa như một dòng suối trong vắng, tràn đầy toàn thân, không còn cảm giác nóng rực, mùi rượu nhạt đến như một chén nước sạch. Rượu thanh đạm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn uống. Đến lúc này, hắn có một loại cảm ngộ khó hiểu, chín phần tử ý nồng đậm, một phần tử ý thanh đạm, biến hóa vận này rất có đạo ý, như tu sĩ phản cảnh quy chân, người sản xuất rượu này tất là đối với đạo tìm hiểu cực cao giả. Rượu ngon, diệp thần ý còn chưa hết, đổi lại hắn giạp rượu, ở trước mặt đan thần, phải có nhãn lực kiến nhì mới được, rượu không thể uống không công. Luyện đan trình độ cao như vậy, ngươi là người đầu tiên trong đời lão hổ nhìn thấy, đan thần cười nói, ý tán thưởng vẫn chưa che giấu, trách chỉ trách diệp thần quá kinh diễm, so với hắn năm đó có hơn không kém, cho hắn đủ thời gian, tất là vượt qua hắn tồn tại, thân là luyện đan giới tiền bối, làm sao có thể không vui mừng tiền bối khen ngợi nhưng không biết tiểu hữu sư thừa ở nơi nào gia sư hồng quân diệp thần thả bầu rượu cười trả lời nắm một chén rượu thanh đạm tựa như không nợ uống liền đặt ở trước mỗi người ngửi một lần lại một lần thần sắc thích ý ở trong rượu đạo ý cũng đang lừa dối đan thần người chi hồng quân còn tốt có thể hỏi thăm một chút nếu không biết vậy liền tiếp tục lời gạt đan thần vun dâu thần sắc nhiều hơn một chút thâm ý, cũng ở trong trí nhớ tìm kiếm, cũng không có hồng quân người này, thiên giới ngoại hổ tàng long, hơn phần nửa là một cao nhân ẩn thế. Có thể dạy ra diệp thần đồ như bận này, người nọ, lớn lên hẳn là không thấp. Trong lúc nói chuyện, diệp thần lại uống một chén, rượu thanh đạm, biến thành có chức nghẹn người, như ăn một sức đất vàng, thêm một ly nữa, lại lôi điện sinh sôi nảy nở, liên tiếp uống hai chén, một chén như hỏa diễm, một chén như một tảng băng, thật sự làm cho hắn cảm thụ được làm sao là băng hòa lưỡng trọng thiên. Sau đó, mỗi ly rượu có một hương vị khác nhau, hoặc đậm hoặc nhạt, luôn luôn có một loại rượu khác nhau, ẩn rất nhiều đạo ý. Tiền bối, rượu này lai lịch gì? Trung Quy, Diệp Thần mở miệng hỏi, rượu kỳ quái như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy, cũng không biết người ủ rượu làm thế nào để sản xuất ra, nên có bí phương, ví dụ như phương thuốc luyện đan. Tên gọi là rượu, đan thần cười nói, tên tốt diệp thần một chén lại uống một hơi cạn sạch sau đó sắc mặt sẽ không đẹp rõ ràng là rượu lại sửng rốt là uống ra cảm giác ghen hoặc là nói uống chính là sấm chưa ý hóa gan ruột đứt từng khúc quả là hỗn độn đạo đan thần tâm lẩm bẩm còn người già hiếp lại một phần diệp thần còn đang uống bầu rượu là pháp khí đặc thù không biết chứa bao nhiêu rượu mà hắn cũng đủ thật tự ngồi xuống rất ít lời nói đó là mưu túc lực thật muốn uống đạo địa lão thiên hoàng mới tính xong chị lơ đãng nhìn lướt qua đan thần rượu của lão đầu này rất kỳ lạ mà lão đầu này càng kỳ quái hơn nửa đêm tìm hắn tới không đề cập đến chuyện đan quân cùng đan tông tiên hỏa cũng không đề cập đến chuyện đấu đan liền gác lại nhìn hắn uống rượu động tác duy nhất chính là vuốt râu vẻ mặt nên có đều giấu ở trong mắt có nghi hoặc kinh dị khó hiểu thổn thức chật lưỡi cảm khái giống như tử ý này các loại đều có cùng là luyện đan sư khi là hữu duyên phần này tặng ngươi đan thần cười đưa một quả ngọc giàn. trở về mở ra cũng không muộn tạ tiền bối diệp thần vội vàng cuống quýt tiếp nhận không biết từ khi nào diệp thần mới đứng dậy từng chén từng chén uống đủ một cái vại lớn không hề có túy ý đến đan thần đều không nói chính sự thí dụ như mời hắn vào đan thần điện dường như tìm hắn là mời hắn uống rượu đến diệp thần đi không lâu đan tông tiến vào hồ tâm đình nhíu mày nhìn đan thần sư huynh vì sao không mời hắn vào đan thần điện sớm muộn gì cũng sẽ đến đan thần vứt sâu cười nói vậy tiên hỏa của ta và quân nhi đan tông cười rất xấu hổ sớm muộn gì cũng sẽ đến đan thần y là những lời này nghe đan tông ho khan người nhà không phải tiên hỏa ngươi không nóng này tiện thể nói một câu chuyện ngược lại cho chúng ta muốn trở về từ từ kia nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn sống trở về hạ giới, muốn, vậy chỉ có thể tìm Hoa Sơn nói chuyện. Thấy Đan Thần một bộ thần sắc có tính toán, hắn không hỏi thêm, xoay người biến mất. Hắn đi sau đó, Đan Thần hít sâu một hơi, đôi mắt thanh minh, không thêm che giấu lóe ra một đạo tinh quang, ra khỏi Đan Thần Tiên Sơn, diệp thần một đường đạp trời mà đi. Nhìn kia, sư tổ vẫn chưa động đến hắn. Sư tổ là người tích tài, diệp thần kinh diễm như thế, tất có ngụ ý chiêu nhập đan thần điện không biết đan tông cùng đan quân tiên hỏa có phải trở về hay không các ngọn núi lại có người đứng lặng tính nghị luận liên tiếp vang lên là nhìn theo diệp thần rời đi tự nhiên không dám có nhân tạo thứ tự đan thần không hạ lệnh ai dám vọng động ngay cả đan quân cũng không dám càng không nói đến người khác lại nói đan quân diệp thần sau khi đi ra hắn liền tiến vào hồ tâm đình trong lòng tràn đầy vui mừng mà đến cũng là thất vọng trở về vốn tưởng rằng sư tôn sẽ trở về tiên hòa của hắn có thể thấy được đan thần mới biết hắn nghĩ nhiều thật không biết đan thần sao nghĩ đợi về từ trúc lâm diệp thần liền lấy ngọc giản đan thần cho theo đó bóp nát sau đó chính là một cỗ thần thức khổng lồ dũng đến thần hải của hắn hóa thành ảo diệu ý nghĩa luyện đan áo nghĩa diệp thần nhướng mày liếc mắt một cái liền nhận ra đích thật là luyện đan áo nghĩa hơn nữa cực kỳ huyền ảo xuất phát từ đan thần thủ bút trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy logic không thông, đan thần điện bởi vì hắn mất mặt, càng là mất đi không ít luyện đan sư. Đan tông cùng đan quân tiên hỏa còn ở chỗ hắn, đan thần chẳng những không hỏi qua, ngược lại còn tặng hắn cả đời luyện đan áo nghĩa, cơ chí như hắn, cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Cho dù lấy lòng, coi như là ném cành ô lưu, ngươi ngược lại nói ra, mời ta vào đan thần điện, ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng tất cả những điều này, không có. Không nghĩ nhiều, hắn lúc này khoanh chân, đã là đan thần tặng, nào có lý không ngộ, sẽ là một hồi tạo hóa, thấu hiểu nội tâm, luyện đan thuật tất có tinh tiến, đối với hắn luyện chế cửu truyền hoàn hồn đan, càng thêm một phần nắm chắc. Từ luyện đan áo nghĩa này có thể biết, đan thần luyện đan thuật, còn ở trên hắn, đối với đan tìm hiểu, cũng so với hắn càng tinh túy hơn. Thật muốn đấu đan, hắn không phải đan thần đối thủ. Hắn vừa ngồi, chính là tháng riêng. Một tháng qua, thiên đình vẫn bình tĩnh như trước, chúa tể thiên đình ân minh, bên ngoài vẫn không động đến diệp thần, ngược lại trong tư nhân làm không ít động tác lớn, vẫn là ân uy song thi, đem binh quyền của các đại chư hầu thiên đình, dỡ bỏ sạch sẽ. Một đời hoàng giả một triều thần, hắn còn đang tính kế. Một tháng qua, đan thần điện bên kia cũng không có gì khác thường. Đều biết đan thần xuất quan, rất nhiều lão gia hỏa lần lượt bái phòng, đan thần điện có thể nói là môn đình như thị, mà đan thần, người tới không cự tuyệt, đối với diệp thần, từ đêm đó, cũng không triệu kiến nữa, đừng nói đan quân, ngay cả đan tông cũng không hiểu. Trung Quy cảm thấy đan thần lần này rốt quan, tiến có chút không giống, để cho hắn nhìn không thấu. Một tháng tới, đi đạo phủ tìm diệp thần giả, vẫn như trước không ít. Phần lớn là tiên quân, mang theo chân hỏa mà đến, muốn cầu diệp thần luyện đan, thấy diệp thần ngộ đạo, cũng không quấy dày, chỉ lưu lại túi đựng vật, bên trong phòng bị chân hỏa hoa hồng, luyện đan tài liệu cùng với đan phương. Tháng 2, mới thấy diệp thần tỉnh lại, trong nháy mắt mở mắt, hai đạo tiên mang giống như thực chất, bắn ra, xương thủng càn khôn tháng riêng bế quan lại phải luyện đan chân lý con người càng lộ ra thâm thúy đan thần tặng chính là luyện đan áo nghĩa cho cũng là một hồi tạo hóa hắn có một loại xúc động như vậy nếu giờ phút này có hoàn hồn đan tài liệu hơn phân nửa sẽ thử luyện chế bát văn đan sớm đã không có khiêu chiến ban đêm đạo phủ tới khách quý là đan thần thân pháp đoạt thiên tạo hóa không quấy nhiễu bất luận kẻ nào vừa lúc diệp thần luyện đan đạo thân đảo ngược tay ở rừng trúc tùy ý đi dạo đặc biệt chú ý diệp thần khắc mục điêu bày đầy trúc lâm đều là mỗi một cái đều khắc sống động như thật mỗi một cái đều rung đầy đạo ẩn lão phu đối với lai lịch của người rất tò mò đi một vòng đan thần mới tìm một chỗ vân đoàn ngồi xuống nụ cười của hắn giống như lão gia gia hiền lành mà ôn hòa tiểu bối vô danh mà thôi diệp thần cười nói còn đang chuyên nghiệp luyện đan thu người chân hỏa phải làm việc cho người ta không phải sao một đan thành đan lôi xuất ra hàng thật giá thật bát văn đan không lâu sau liền thấy nhất lão tiên quân chạy tới xem ra diệp thần xuất ra đan chính là của hắn tiến vào nhìn một cái một bước không đứng vững suýt nữa ngã xuống nhìn thấy diệp thần cũng nhìn thấy đan thần đây chính là một tôn đại thần hơn nửa đêm chạy tới đây có thể dọa chết người chẳng qua lấy thân phận đan thần tất nhiên không sợ ân minh ngoại trừ hắn còn có tư mệnh bọn họ người nào không phải là che hắc bảo ngay cả các lão tiên tôn đều cố ý tránh hiểm nghi cầm đan dược lão tiên quân kia liền rời đi, trốn ở bên ngoài rừng trúc, muốn nhìn xem đan thần tới đây, là làm gì, bảo đảm không chừng chính là tới tìm diệp thần thanh lý, nhưng trông mong nhìn một đêm, người tới ngoại chủ uống rượu chơi cờ luận đạo, liền không còn gì khác. Mấy ngày sau, đan thần mỗi ngày đều đến, còn chuyên chọn đêm lớn, thế cho nên các tiên quân đến lấy đan, đều sẽ bị hoảng sợ. Vì thế, rất nhiều lão gia hỏa, còn có việc gì không có việc gì gom góp một chỗ, chắc chắn diệp thần sẽ vào đan thần điện, từ trong mắt đan thần liền nhìn ra được, đối với Diệp Thần có bao nhiêu coi trọng. Thế nhưng, đợi một tháng, cũng không thấy Diệp Thần vào đan thần điện. Thiên đình chúng tiên ra không hiểu ra gì, chuyện kỳ lạ càng ngày càng nhiều, ân minh bất động Diệp Thần, đan thần không mời Diệp Thần, một người làm thiên đình chúa tể, làm cho người ta sờ không ra, một cái xuất quan không lâu, làm cho người ta nhìn không thấu, cũng không biết ân minh cùng đan thần, vớt cuộc lại nghĩ cái gì. Ban đêm, Diệp Thần lại xuất ra một lò đan, sách bầu rượu, đặt mông toa hạ tàng cây cổ thụ, liếc mắt nhìn bên ngoài rừng trúc, dựa theo ngày xưa, đan thần nên tới, đợi thật lâu, đều không thấy đan thần. dựa vào thân cây, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa. mấy tháng đã trôi qua, bình chứng thiên giới lại nổi lên, đến cũng không đợi được nhân vương mượn pháp, bỏ lỡ một cơ hội tốt, lại muốn trở về quê hương, không biết phải đợi ngày nào. bỗng nhiên, khóe miệng hắn có một cỗ nhiệt lưu tràn ra, theo bản năng, hắn nhẹ nhàng lau một chút, đúng là máu tươi. không khỏi, hắn ngồi thẳng nhìn máu đầu ngón tay, hơi nhíu mắt, vẫn chưa bị thương, cũng không bị cán trả, sao có thể chảy máu. Hắn không lau còn tốt, lau như vậy, máu chảy không ngừng, không cảm giác được đau đớn, nhưng máu khóe miệng, cũng lau không hết. Hắn ném bầu rượu, nhìn đầu ngón tay máu tươi, chậm rãi đứng lên, lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, đứng cũng không đứng vững, cả người không hề có khí lực, muốn đứng, còn phải đỡ thân cái mới được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy gió lạnh hoành hành. Có hơn 10 đạo nhân ảnh, liên tiếp hiển hóa, mỗi người đều là tiên quân, mỗi người đều là chuẩn đế, cầm đầu, chính là tử dương tiên quân, trong tay còn nắm thánh chỉ, hắn cười, ở dưới đêm có chút động trầm. Diệp thần không để ý, một tay vịn thân cây, bên trong nhìn thân thể, không tìm thấy bất luận cái gì manh mối, cái này quỷ dị. Tử vi tinh quân Diệp thần, khinh thường thiên quy, trộm không động ấn, tùy ý lạm sát tên ra, tội không thể tha thứ, áp giải vào thiên lao, nghe chờ phát lạc. Bên kia, tử dương tiên quân đã mở thánh chỉ ra thanh âm niệm tụng có chút cao vức cũng rất uy nghiêm vốn không cần niệm tại chỗ lấy người là tốt rồi nhưng có một số người qua quán hết lần này tới lần khác muốn đi một chút chủ yếu là rất hưởng thụ quá trình này phương không tiện giải thích một chút chuyện này của ta sao lại có chuyện gì diệp thật lại vui máu tươi cười nhìn tử dương tiên quân tạo nghiệp quá nhiều bị báo ứng tử dương tiên quân một câu cười u làm đẹp diệp thần thổn thức còn giơ ngón tay cái lên